Cách bảo quản và vệ sinh giày bảo hộ đúng cách. Giày bảo hộ là thiết bị bảo vệ quan trọng đối với người lao động. Một đôi giày bảo hộ không được bảo quản, vệ sinh và sử dụng đúng cách cũng sẽ bị giảm đi tuổi thọ và không thể đi được lâu dài. Chính vì thế hôm nay QH Safety sẽ hướng dẫn quý khách cách bảo quản và vệ sinh giày bảo hộ đúng cách, nhanh chóng, tiện lợi giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Hướng dẫn cách bảo quản giày đúng cách. Bảo quản giày trong hộp, hãy cất giữ giày bảo hộ trong hộp đựng sau mỗi khi sử dụng. Khi mua bất cứ đôi giày bảo hộ chính hãng nào, chúng đều đi kèm một hộp giấy. Bạn chỉ cần cất giữ giày trong hộp này sau mỗi lần sử dụng. Bạn có thể đặt vào hộp gói hút ẩm hay vài tờ giấy báo, giày sẽ tránh bị ẩm mốc. Hạn chế ngâm giày trong chất lỏng quá lâu. Nếu giày của bạn có chức năng chống nước thì bạn không cần quá quan tâm tới điểm này. Tuy nhiên, sử dụng giày bảo hộ trong môi trường ẩm ướt hay ngâm giày trong chất lỏng quá lâu đều không tốt. Bạn nên hạn chế tần suất để giày tiếp xúc với chất lỏng để bảo quản giày của mình. Trong túi luôn có sẵn đồ để lau, tẩy giày. Những vết bẩn cứng đầu sẽ bay ngay khi bạn sử dụng sản phẩm lau tẩy chuyên dụng. Nhưng để quá lâu thì chúng lại bám chặt vào giày và khó tẩy sạch. Vì vậy hãy thủ sẵn những sản phẩm này trong túi để xử lý kịp thời. Giày bảo hộ của bạn sẽ luôn sạch sẽ, bền đẹp như mới. Hướng dẫn cách vệ sinh giày đúng cách. Trung bình 1 tháng bạn nên giặt giày bảo hộ 1 lần để duy trì vẻ đẹp của giày. Bạn cũng nên thường xuyên lau giày khi bẩn. Vệ sinh giày sau khi sử dụng. Đối với giày vải, bạn nên để các vết bẩn khô lại, lấy bàn chải đánh bay đi, rồi mới cho vào nước giặt để tránh việc các vết bẩn lan ra các phần khác của giày. Đối với giày da chống nước thì các bạn có thể dùng nước xịt thẳng vào vết bẩn trước và lấy khăn lau khô lại sau. Vệ sinh giày khi bị ướt, những ngày trời mưa, giày bị ghê ướt bạn nên giặt giày đúng cách. Bạn nên dùng khăn ẩm lau sạch vết bẩn trên giày rồi dùng khăn bông khô lau lại. Đối với giày da lộn thì tuyệt đối không chà sát mạnh bằng bàn chải. Sau khi làm sạch, hãy phơi giày dưới ánh nắng, hoặc nếu không có ánh nắng thì có thể treo giày lên và nhét giấy báo vào phía trong giày. Không dùng máy sấy để làm khô vì sẽ khiến vải bị nhăn, bạc màu. Lợi ích giày bảo hộ mang lại cho người lao động. Giày bảo hộ lao động trong một số môi trường làm việc nhất định có tác dụng chống trơn trượt, vật nhọn đâm xuyên vào chân, chịu lực tránh vật nặng rơi đè làm chân bị thương, cách điện, chống hóa chất độc hại và tránh ảnh hưởng của thời tiết xấu. Trong nhiều môi trường làm việc, người lao động phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, thời tiết khắc nghiệt, giày bảo hộ sẽ giúp bảo vệ lòng bàn chân của người lao động khỏi bụi bẩn, nắng gió. Ở xưởng cơ khí, công trình thi công có rất nhiều vật liệu sắc nhọn trên mặt đất. Giày bảo hộ sẽ giúp người lao động không bị những vật liệu này đâm xuyên vào lòng bàn chân. Đối với những công việc phải mang vác vật nặng, sử dụng xe nâng, giày bảo hộ sẽ giúp người lao động không bị dập ngón khi không may bị vật nặng rơi đè lên chân hay bị xe vô tình cán qua chân. Những công việc phải sử dụng các công cụ như cưa, dao thường xuyên có thể khiến người lao động vô tình chạm lưỡi sắc vào chân. Lúc này giày bảo hộ sẽ bảo vệ đôi chân của bạn trong những trường hợp nguy hiểm như vậy. Nhiều dòng sản phẩm giày bảo hộ còn có khả năng cách điện, tránh cho người lao động bị điện giật khi làm việc trong môi trường điện cao thế. Một số loại giày bảo hộ khác lại có khả năng chống tĩnh điện. Những loại giày này sẽ ngăn cản việc truyền điện từ người sang vật. Giày bảo hộ còn bảo vệ người lao động khỏi những hóa chất, dung môi độc hại, nhất là bỏng muối mút măng trong công trình. Chống trơn trượt, vấp ngã là đặc trưng của mọi đôi giày bảo hộ. Bất kỳ môi trường làm việc nào cũng đều có thể xảy ra rủi ro này. Giày bảo hộ có độ ma sát, bám dính bề mặt trơn, bảo vệ vượt trội cho người lao động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều video hay và bổ ích nữa nhé.